Rồi, chào các bạn mọi người nha. Hôm nay anh Lộc mở ra đang lót cái cây các bạn. Đang lấy cây các bạn. Rồi, như đang lấy cái cây các bạn. Rồi đang thử rồi các bạn. Rồi thử rồi các bạn. Ây cha, không được coi các bạn, thì dốc mà trơn tuôn cái bánh không các bạn. Rồi kéo đại lên rồi các bạn, rồi lên lên luôn lên luôn lên luôn đó. Đó. Lên luôn. Đó. Chết mẹ rồi. Rồi lên các bạn. Rồi đứng rồi các bạn. Chết cha, không được rồi các bạn. Chết mẹ rồi. Rồi không được rồi các bạn. Rồi thử lên cái coi các bạn. Rồi mất an toàn rồi các bạn. Chết cha, muốn không được rồi các bạn. Đang lót cây các bạn. Sao rồi cái hợp luôn rồi trời. Rồi đang chào cô bé các bạn, mình giải cứu chắc chiếc máy cài rồi các bạn. Rồi không được rồi các bạn. Xe mình đang đi các bạn, mình sẽ mình quay những cái chiếc máy cài bị ba mẫu rồi sao mà
qua mẫu cho xong mà tuôn cái bánh các bạn. Rồi lên đó các bạn. Rồi. Rồi lấy cuốc các bạn, mình đào các bạn. Dạ. Rồi đang đào các bạn. Sao đúng một viên mấy cái thịt luôn rồi trời. Rồi hình như là chắc đang chở cua be các bạn, chắc hình như là để giải cứu chứ máy cài các bạn, máy cài chắc hình như nó bị ba mẫu rồi sao bị lọt xuống dòng mương các bạn, thấy bắt đầu nó tuôn cái bánh luôn. Rồi anh Lộc bữa nay đang đào các bạn. Rồi chúc đang chờ các bạn nha. Anh bữa nay đang lấy cái cây các bạn. Giết thằng Lộc rồi sao mà chắc hình như bị lột xuống trong mưa luôn các bạn. Này tuôn bánh luôn. Đó, hình như nó bị chăng một viên cái mương các bạn. Trời má ơi. Quá cái mương này thấy tình. Cái chăng á đường cái mương các bạn. Mình thấy mà chăng ba chỗ cái mương các bạn, thấy bắt đầu nó tuôn cái bánh luôn. Giờ làm sao nó nổi. Mẹ thiệt tình. Chiếc máy cà rồi sao nó đang ba mẫu rồi sao mà bị lột xuống dòng mương luôn các bạn. Chạt xuống dòng mương luôn. Rồi anh lót cái cây đó rồi các bạn. Quá trần ai trần độ gian trời đất, trần ai đang khổ luôn, đang lót cái cây các bạn. Quá lâu á bị lột xuống dòng mương luôn, mẹ thiệt tình. Đang dưới đây các bạn, thấy là cái xuống các bạn. Dạ rồi sao mà đang ba mẫu rồi sao mà bị trơn lọt xuống dưới đường mương các bạn. Rồi hồi nãy cái chiếc 6714 là thấy nó ủi các bạn, ủi. Nó ủi chỗ một viên cái ruộng các bạn. Coi nhìn xem các bạn. Cái máy mương không thấy là chiếc 6714 là có thấy nó ủi các bạn. Trời ắc coi. Hồi nãy cái chiếc 60 nó bị các bạn. Trời gian trời gian đất luôn. Hồi nãy cho 6714 là có thấy nó ủi các bạn. Trời ắc coi. Quải thiệt. Bên kia này không có xa đâu. Em thiệt tình. Mắt trứng ôm là ngày nào nó cùng đi lột đường mương luôn.
Rồi đang chờ chiếc cô bé các bạn, mình có thể giải cứu chiếc máy cày các bạn. Máy cày bị lột xuống dòng mương các bạn, thấy đang ba mẫu rồi sao mà bị trơn chặt xuống dòng mương á, thấy bắt đầu có thấy máy cày nó bị hộp xuống cái hệt luôn rồi đó. Giật cái mọc luôn rồi trời. Rồi xin mời tạm biệt nha, hẹn gặp lại trong tuần sau nha.